Ford Việt Nam vừa công bố giá bán lẻ mới của dòng xe SUV cao cấp Explorer là 1 tỷ 999 triệu đồng, đã bao gồm 10% VAT, áp dụng từ cuối tháng 2 năm 2020. Khách hàng mua Explorer còn được hưởng chương trình chăm sóc cao cấp, bao gồm 5 năm bảo hành hoặc 140.000 km, 5 năm bảo dưỡng miễn phí và 5 năm hỗ trợ cứu hộ miễn phí. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Explorer đã giữ vị trí dẫn đầu phân khúc năm thứ 3 liên tiếp. Tại Việt Nam, mẫu xe này ghi nhận doanh số chạm mốc 854 xe trong năm 2019, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Ưu điểm của mẫu xe Mỹ này chính là động cơ EcoBoost 2.3 lít, công suất 273 mã lực và mô men xoắn 420 Nm, giúp Ford Explorer chạy bền bỉ, khỏe khoắn mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc này cũng sở hữu hộp số tự động 6 cấp, hệ thống kiểm soát địa hình 4 chiếc độ lái cùng nhiều công nghệ an toàn cho người lái.